Hello mọi người. Trúc đã về lại Paris rồi, đã về lại nhà tôi. Mừng quá, nhớ nhà quá. Đi hơn 10 ngày rồi. Thì như mọi năm thường lệ thì hôm nay là 26, tụi Trúc sẽ qua nhà ba Trúc để ăn Noel với ba. Đó, bây giờ thì chuẩn bị đi thôi. Năm nay thì Hạnh nó cũng qua Trúc, mọi năm thì nó sẽ ăn năm mới với Trúc không? Thì nhưng mà năm nay thì nó chỉ ở tới 31 thôi. Tối 31 thì nó đi về lại Grenoble để nó ăn năm mới với bạn của nó. Tụi Trúc thì đi ăn nhà hàng. Vậy thôi. Đây là món salad một năm em được ăn một lần. Boss cũng làm á, Boss nó xếp tôm lên. Chưa Boss? Boss nó đi bắt con tôm. Con này bự. Bự không biết. Nó hay đi có tôm hay chiếc mà. Tiếp theo là lẩu. Lẩu nấm. Hôm nay Trúc thuyết phục anh Hải đi đi đón Cami với Lilu về luôn rồi mọi người. Vui quá, vui quá. Ôi ôi, Cami đẹp quá. Ôi Cami. Ê, biểu coi. Giờ là cái tủ mới. Hexi vậy đó hả? Đó. Hexi vậy đó hả? Chắc bị ạ. Bị dị ứng. Còn con kia đâu? Con kia hồi nãy nó. Chắc nó nghe, nó tưởng là người lạ. Ủa sao mặt Cami sơ sát? Cami. Cami không nhớ chị Cami. Nó đang muốn ác xì. Trời ơi, nó ở đây nè. Giờ này mà nó còn trốn xui nữa. Lilo. Lilo, nhìn chị cái coi. Nhìn cái coi. Quen mặt mà. Mèo. Về nhà là quen ngay. Nhớ đi Nhung. Đi Nhung. Về nhà là nhớ liền hết đi luôn nha. Mất một tiếng, một hai tiếng để làm quen lại. Cami thì khỏi cần. Về một giây là nhớ liền, biết liền. Biết chỗ nào để đồ ăn liền luôn. Má Cami ơi. Cami mũi hồng. Cami yêu cái mũi hồng này lắm á nha. Cái mũi hồng này là đốm tim Trúc lần đầu tiên gặp gỡ. Hồi đó đi bắt Cami á, đi xin Cami á, lại gặp là yêu liền luôn nhờ cái mũi hồng này nè. Cami ơi, cho coi coi, sao quay cái mặt rồi. Đó, mình thấy cái mũi nó hồng ghê chưa. Xin xin vô đó. Rồi. Ơi, vô. Cheers. Thì xin lắm. Cheers. Tối nay là đại hội phô mai nha mọi người. Đây là cái gì, phô mai gì đây? Cross. Truffle. Nhưng mà là cái gì? Sao ạ? Cái phô mai gì thôi? Mua qua cái này chắc là bơi hả? À, cái phô mai chắc bơi đúng rồi trời. Đây. Phô mai nè mọi người. Ở phía trong là nấm truffle. Ngon, thơm. Mà phô mai này là phô mai bơi. Xong rồi có còn có một cái nướng ở trong đây nữa. Đó, phô mai nướng ở trong đó. Với lại là một tí nữa mình cũng ăn flat nữa. Phô mai chảy. Cái này ngon quá mọi người. Cái này là phô mai brie. Xong mình bỏ thêm tỏi với lại là cái gì quên này. Mật ong. Chợ có mật ong vô là nó thay đổi. Con hết thì đắp bên đều quá. Đây là miếng phô mai raclette. Đây, ta xin lỗi cái dĩa hơi bị dơ. Dơ lúc ăn. Nhớ, bây giờ chỉ mọi người ăn raclette nha. Khoai tây thì mọi người cắt sẵn như vậy. Xong rồi mình bỏ một miếng phô mai lên đây. Và để rắc thêm hành tím cho nó thơm, có hành tím vô là ngon lắm luôn. Xong rồi để nó chảy xong rồi để nó ăn thôi. Ngon quá. Bây giờ chúng ta đổ lên chỗ khoai tây này và ăn thôi. Đủ là làm. Em mọi người, Cami nó bị bệnh đó mọi người. Hôm qua giờ hả? Nó không có thèm giỡn, nó không có thèm đói hoài gì tới Trúc. Bình thường á, nha bình thường. Bình thường mà đè nó vậy xuống nha. Đè nó vậy ha. Xong rồi vuốt nó sẽ quay qua nó cắn. Nó táp, mà này nó không làm gì luôn á. Xong mà nhìn nó kiểu nó sơ sát sao mọi người có thấy vậy không? Mà nó ác xì nhiều lắm mọi người, nó ác xì ghê lắm mà. Ác xì lớn giống như là mình vậy đó. Một ngày ác xì cả chục lần. Xong rồi khò khè. Giống như nó bị ngạt mũi, bị cảm. Nè cái mũi nó đỏ hết luôn.
mà nó ngủ suốt ngày à. Xong nghe nó bị bệnh gì á, à, quên khoe mọi người làm cái bộ móng, mới làm bộ móng để đi ăn Tết nè, hợp với lông camê luôn, hợp với bộ đồ chiếu chiếu hôm bữa của Trúc á, để lấy cho mọi người xem nha. Đây, ó, chiếu chiếu nè, hợp ghê chưa? Nhìn lông camê nè, nó uống nước á, nó thọc cái chân vô đó luôn mọi người. Không biết cái chân, không, nó hết thọc rồi, hồi nãy nó thọc cái chân vô luôn. Xong nó giận với nước á. Nó rảnh rỗi cho nên là Trúc lôi đồ Hải ra, Trúc xếp lại cho. Không, nó chơi chứ. Nó chơi chứ cái này Hạnh nó xếp cho mọi người. Nè, thấy Hạnh giỏi hay chưa? Đây là việc yêu thích của Hạnh cho nên là để nó xếp. Mọi người nhớ ngày xưa Hạnh cũng qua xếp tủ đồ cho đúng không? Ông Hải á, trời, tủ đồ ổng lúc nào cũng tùm lum hết rồi. Ngày xưa ta xếp thử cho ổng một lần, ổng không giữ được mọi người. Em xếp cho anh được một tầng, anh đừng có mà nói. Thì lần nào phải đợt sao em cũng xếp cho anh hết, xong cái anh cũng bung bét à. Nên là em ghét sao lại em không xếp cho anh nữa. Giờ anh Hạnh nó xếp xong mà anh ráng giữ dành vậy luôn nha. Nghe chưa? Tủ đồ Trúc thì bây giờ không cần Hạnh xếp nữa rồi. Cái nhà hôm nay chị em mình đi uống trà sữa. Nhìn nè Hạnh, Hạnh lại kẹp cái tóc lên. Đâu kẹp đâu. Đây nè. Cái này thôi, tôi nãy nhờ Trúc mới uống tóc cho nó xong mà có Hạnh nó cứ thích kẹp tóc vậy nè mọi người. Tức dễ sợ luôn á, lấy ra đẹp hơn bao nhiêu. Nè, lần đầu tiên Hạnh uống tóc luôn á. Giờ nó hơi bung ra rồi. Xinh hơn ha, nhìn nó già hơn được một tí. Chứ bình thường nó trẻo quá. Mặt Hạnh thiếu tí son. Thiệt hả? Không à. Hạnh không biết cách gì luôn mọi người. No. Đi. Thay cái áo khoác. Hôm nay trời không nóng lắm. Ở đâu không lạnh lắm. Mặt cái kia sợ nóng. Mặt cái áo đen này nó dính lông thấy rõ trơn. Trời ơi, cái gương mình sao mà nó cũng dơ quá vậy trời. Đi chích trà sữa nào. Từ bữa giờ hơn 10 ngày đó Trúc chưa uống được trà sữa rồi luôn á mọi người. Ủa sao Trúc có cảm giác là nó còn Noel đó mọi người. Sao hôm nay trong tuần thứ ba mà nó đông dễ sợ luôn á. Người ta đi quá trời đi. À biết rồi. Đang có sale. Hello mọi người. Bây giờ là gần 7 giờ tối ngày 31. À bây giờ là bên Việt Nam đã bước qua năm mới rồi. Chúc mừng năm mới mọi người. Trúc vừa mới tắm xong, bây giờ thì Trúc sửa soạn để đi ăn với Thủy và Nam. Tối nay thì Trúc, anh Hải với Thủy Nam đón năm mới ở nhà hàng. Như mọi người coi blog của Trúc thường xuyên thì mỗi năm Trúc đều đón năm mới với lại là Hạnh. Thường thì Hạnh nó lên Noel xong rồi nó lên Paris chơi ở tới năm mới luôn á. Nhưng mà năm nay nó đi về ăn năm mới với bạn cho nên là tụi Trúc không có làm ở nhà nữa mà đi ăn nhà hàng cho nó khác một tí. Đó, bây giờ thì Trúc hơi gớm nha. Đợi tí, tôi sẽ make up và biến hình. Tân 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 tân. Trúc đã biến hình. Xinh không các bạn? Nhìn hơi lồng lộn ha. Nhìn có dữ không? Có bị già không? Đó, để cho mọi người xem nguyên bộ của Trúc nha. Cái phòng Trúc nó hơi tối. Nhưng mà chắc cái bộ đồ Trúc nó cũng đủ sáng để mọi người thấy đúng không? Lâu lắm rồi tôi mới được mặc lồng lộn như vậy. Và make up lồng lộn. Sắp tới rồi. Hello anh Hải. Hello mọi người. Trời, hôm nay anh đẹp trai. Gớm. Wow. Trúc đi qua một cái con hẻm này nè. Nhìn dễ thương quá ha. Sao chụp panorama. Danh nào? Ayu. Nam điểm danh Mr. Nam Kute Kỷ Kiền. Đó. Tối nay chúng ta sẽ cùng trải qua năm mới tại với những khuôn mặt móc. Ừ, những khuôn mặt quá cũ. Cái gì vui luôn. Đây, nhà hàng hôm nay tụi mình ăn là nhà hàng Bà Co. Cái này tụi Trúc đã đặt trước hơn một tháng rồi. Tại vì là Tết thì mình phải đặt trước mọi người. Người ta có menu đặc biệt á. Mà nó siêu mắc luôn. Tôi chưa bao giờ
Cùng ly cái đây nè. Happy New Year. Hôm nay đến gặp các bạn lâu lắm rồi không gặp nhau. Đây là lần đầu tiên chơi với nhóm bạn này, thật là rất hân hạnh. Trời ơi, quá à, hồi lần đầu không biết nói gì. Cái mẹ gì cũng làm biết sao luôn. Ngon thật luôn. Đây, món đầu tiên là Amulet nha mọi người. Cái này là trứng hấp với lại là nấm truffle. Wow, messy. Dạ, cái này thấy em không biết chợ. Sao nó lúc hồi đỏ rồi, rồi cái cổ lúc đỏ quá giờ mình mới thấy không? Cái mặt thì trắng tương. Đang thử cái mặt đỏ luôn. Ta món thứ ba. Bây giờ là vô bắt đầu món chính rồi. Em nhớ món nào? Chính đầu tiên là cá. Hay là cái messy. Đây món chính thứ hai. Cái này là filê bớp với lại là sốt truffle với lại cái gì quên rồi ta, con ta là gì, gan ngọc. Ôi nào quá, bây giờ tụi mình đợi gần tới 12 giờ mới ăn tráng miệng. Nhảy đi nam, nhảy lên xuống mượn. Dạ đây là mặt hàng nam mới chuyển về. Tụi nam biết chưa? Phải mặt hàng lâu rồi, cưỡng ngạc cưỡng thì mới biết chuyển đi. Nãy giờ nhạc lớn cho nên là nói chuyện to, tự nhiên nó tắt nhạc một phát. Anh kêu em cái spoil mua một tặng một, thôi mấy anh cứ chửi mua một tặng một. Hay là mua một tặng một cũng được. Mua gì sẽ được tặng mấy. Nhảy đi xem. Xin chúc mọi người năm mới nhiều niềm vui, may mắn và đặc biệt là làm gì cũng thành công nha. Năm vừa rồi thì Trúc cũng muốn recap một tí, nhưng mà nhìn lại thì trời ơi, năm vừa rồi mình không có gì hết. Tại vì có Covid đó thì cũng bị cách ly mấy tháng trời ở nhà. Nên là tạm thời tôi vẫn chưa suy nghĩ ra là năm vừa rồi là tôi có cái gì đặc biệt để mà nhớ tới. Cũng không thấy có thành tựu gì cả. Mọi người có biết gì về Trúc không? Giờ Trúc không nghĩ ra được là năm vừa rồi Trúc có gì luôn á. Tự nhiên giống như là nó bị một cái khoảng đen ở trong đầu á. Không nhớ ra là năm rồi là Trúc đã làm những gì, được cái gì và có những gì và mất những gì. Hay là bây giờ tại vì Trúc đang xỉn mọi người. Đang phê phê. Không nhớ gì cả, không biết gì cả. Thôi nói chung là năm rồi, chuyện vui giữ lại, chuyện buồn bỏ qua. Cái chuyện buồn quay bỏ hết và mình sẽ bắt đầu năm nay bằng những niềm vui nha mọi người. Trúc hy vọng là năm nay Trúc sẽ... Thôi, nói trước bơm qua. Thôi em giấu cho riêng em biết. Thôi Trúc đi thay đồ đây, ngày mai thì Trúc có hẹn tụ tập qua nhà bạn Trúc để ăn năm mới. Hello một người. Ủa lộn. Hello mọi người. Ủa không hiểu sao tôi lại nói thành hello một người. Ngày đầu tiên của năm 2022. Trúc mới ngủ dậy hôm nay, Trúc cũng tới 11 giờ mấy luôn. Bây giờ mới sửa soạn xong để đi qua nhà bạn chơi. Hôm nay tụi Trúc lại tụ tập để ăn uống, giao lưu, đánh bài. Đầu năm bài bạc. Đó. Hôm nay đầu năm là trang điểm cho nó tươi tắn hơn một tí. À, đây là bữa ăn năm mới của chúng ta. Bao gồm heo sữa quay là nguyên một con mọi người. Baby
chắc là rồi. Baby sắc à, bánh cuốn, bánh hỏi. Ủa chưa thấy gì bánh cuốn đâu. À chắc đang hấp. Mọi thứ này là tụi mình mua hết. Chỉ có là nước mắm thôi. Tới giờ nhõng nhẽo của mẹ. Tối là nhảy lên giường bắt mình phải vuốt da nó mọi người. Mệt quá à, để yên cho tôi ngồi coi phim coi. Ngồi vuốt lông không à. Đi chơi đi. Đi chơi. Đi, đi ngủ. Đi ngủ đi Lilu. Không nói là tôi cũng thích vuốt nữa. Sao con Cami nó không được vậy ta? Đó, con này thì cứ thích vậy đó. Thích cà cà, vuốt da. Mà không được ẩm. Không cho ẩm. Nhu ơi, hôm bữa Trúc nói mọi người con Cami nó bị bệnh đó, nó ắt xì hoài mọi người. Bây giờ nó hết rồi nhưng mà nó lây cho con Lilu. Bây giờ tới Lilu ắt xì nghẹt mũi. Mọi người nghe nó thở kiểu khó khăn hay nghẹt nghẹt. Nhõng nhẽo quá em ơi. Hello mọi người. Lâu lắm rồi Trúc mới cầm máy lên vlog. À, hôm nay là ngày 11 tháng 1. Từ hồi Tết tới giờ là Trúc mới cầm mở máy lại để vlog á. Nên là cái video mà nên cái vlog mà năm mới của Trúc còn chưa up lên nữa. Tại vì nếu mà Trúc up lên á là sau đó Trúc không còn một cái vlog gì để edit nữa. Đó, hôm nay phải cầm máy lên vlog một tí chứ không thôi là mai mốt không còn video nào để edit nữa. Thì Trúc có hẹn với chị Veo. À nhìn đây, Trúc mới làm món mới dễ thương hơn. Bây giờ là tem Valentine nha mọi người. Giúp cái Valentine. Ở đây nữa. Cái này Trúc sơn hơi lem luôn. Tại vì mấy cái màu này khó sơn lắm. Bây giờ thì Trúc đang chuẩn bị đi gặp chị Veo. Hôm nay chị Veo lên Paris chơi. Chắc là tụi mình sẽ đi shopping tí thôi. Đó, chỉ có vậy thôi. Chết rồi, sắp bắt đầu vlog nhạt nhẽo. Hôm nay lạnh lắm mọi người, ở ngoài 1-2 độ lận. Trời lạnh nhưng mà trời đẹp nhé. Ôi ôi trời đẹp quá. Chả lạnh hết vậy mà anh Hải. Hồi sáng này ông nói là lạnh lắm. Làm tôi mặc đồ quá trời. Nhìn tôi nè. Quý bà dễ sợ. Vừa Trúc đang đi Vong Privé ở Hermès. Sau một buổi đi private sale Hermès về thì bây giờ chị Trúc đem đồ về khách sạn dùm chị Hương. Xong rồi hai chị em chia tay. Đi mua đồ mất hết nguyên buổi chiều luôn rồi. Không có thời gian để đi chơi. Bây giờ anh Hải ra rước về. Tối nay thì tụi Trúc không có đi chơi được. Nên là chia tay chị em từ đây. Tại vì ngày mai là Trúc phải chuẩn bị, ngày mai Trúc đi đám cưới đó em mọi người.